Ủa, có thừa dây mây cổ kiến, vậy là anh này rồi. Cả càng ở đây mà cũng không thấy thì là ngu. Để ta lấy cà vui đã. Còn giấu ở đâu được nữa. Cô thầy ơi, lộ bộ chọc cô thầy ơi, xin phẫu sao kỳ vậy? Người dám nói nữa, lộ cũng giấu người thôi. Cho bà thông, cuối cùng người đã trúng kế của ta. Thì ra là tên hòa thượng rồi, ngươi thiệt là tiểu nhân. Đại sư, ta đã giao kèo từ đầu rồi mà. Đúng vậy, ta đã giao kèo từ đầu, nhưng mà ngươi không cần bày thêm trò trước mặt lão ta nữa. Đại sư à, mình đã giao kèo trước gạt sư thúc tổ tới đây lấy cờ du thôi mà, chứ đâu có nói dùng nhịn động để tấn công lão chứ. Sư thúc tổ không liên quan tới cô đâu. Tình đạo sĩ túi à, người bày mưu với hắn để hại ta hả? Ta sẽ giết người. Không liên quan tới con. Kìa, ngươi đừng sợ hắn. Hắn đã trúng phải nhện độc ngũ thể ở Tuyết Sơn Tây Tạng của ta. Hắn còn hơi sức đâu mà giết ngươi. Tình hòa thượng túi, ngươi đề tiên vô liêm sĩ, tránh tao là con đồ đốc đạo. Cho ba thôi, ngươi sắp chết tới nơi mà còn dám cứng đầu. Được, ta sẽ tiễn ngươi về Tây Thiên. Thái Dương, sư thúc tổ tôi có sao không? Người yên chí, hắn đã bị trúng nhện độc ngũ thể của ta, dù là Hoa Đạt cũng khó mà cứu. Ta ở đây chờ hắn tách thở, sau đó ngươi vào trọng lôi xác hắn đem đi chuột. Còn tiểu tiện nhân kia tính sao? Tiểu Long Nữ không có Dương Hoa kê bền, ả không phải địch thủ của ta. Sau khi Châu Bá Thông chết rồi, ta sẽ có cách thu thập ả. Đại sư, sư thúc tổ của tôi có chết thì hãy nói. Nếu mà hắn không chết, chỉ kẹt cho tôi thôi. Sao đau lắm hả? Không phải, mũi kim của mi đâm vào thịt ta thật là thư giãn. Ngọc Phong Trâm của tôi có chất độc, tại sao lão trúng độc lại cảm thấy thư giãn như vậy? Chắc chắn là dị độc trị độc rồi. Vậy Châu Bá Thông này cũng còn mạnh. Châu Bá Thông, lão có sao không? Em đi em lại em chỉ đều có vài giọt máu. Chẳng lẽ ngồi trong này chờ chết sao? Hay là xong ra ngoài đánh một trận thả tờ với chúng đi. Châu Bá Thông, lão nhìn kìa. Trời, sao vậy được? Khi không sao có tổ nhện ở đây vậy? Sư phụ, sao bất thình lình ông bay đầy trời vậy sư phụ? Thật không ngờ Á Tiểu Long Nữ đã nghĩ ra cách vu bày ông lên đây để phá biển nhện của ta. Sư phụ, vậy có đốt lửa không? Nếu người muốn đối đầu với ta, ta sẽ chờ lũ bay ra khỏi hang. Tiếp tục đi, tiếp tục đi. Giữ mày ông vào để chân dịu đi. Thành công rồi, thành công rồi. Sao tụi nó phá được lưới nhện quán rồi. Thành công rồi, thành công rồi. Chị Tiên đã hy sinh bày ông. Tiểu Long Nữ, mày có bản lãnh thật, đã nhử được bầy ông lên đây để phá mạng nhện của ta. Nhưng cũng vô dụng thôi. Dù mi có phá được mạng nhện của ta, lần nữa đây bước ra cũng phải nộp mạng. Cái tên hòa thượng túi này hắn cả gan xuất khẩu cùng ngôn. Tiểu Long Nữ à, theo ta ra ngoài giải tỏa một trận. Sao cùng lũ người cũng ra đây để nộp mạng? Tên hòa thượng túi đề tiện tiểu nhân hạ lưu hèn nhát. Ta quan huynh chính đại thách đấu với người mà hả? Không ngờ ngươi lại dùng nhện độc để hãm hại ta. Ngươi còn là anh hùng hảo hán không? Có tin ta xài bầy ông chích cho ngươi thành pháp như đồ heo không? Đừng nói nhiều nữa. Vì đánh không lại mi mới dựa vào bầy ông để phá trận. Không cần dựa vào bầy ông đó đâu, chỉ một mình ta thừa sức đối phó với ngươi rồi. Dựa vào mi à? Mi đã quên là hiện giờ Dương Hoa không ở cạnh mi nữa, chỉ còn một mình mi thôi, thì làm sao dùng song kiếm hợp bích được?
Tiểu Lưu Nữ, hãy dùng chiêu song thủ tả hữu hổ đấu chi thuật tại dạy cho mì đánh hắn một trận. Tiểu Lưu Nữ, phải dùng tay trái đỡ pháp luân, tay phải tấn công hắn mới được chứ. Tên hòa thượng để tiện cho liêm sĩ không cần nói đạo nghĩa cho hắn. Mở ra lệnh cho bài ông chết hắn đi, chết hắn đi. Cũng được. Hôm nay lão nạp phá lệ tha mạng cho các người. Cho bá thông, người đã trúng nhện độc ngũ thể của ta rồi. Chẳng coi người chịu đựng được bao lâu. Đại diện bà, chúng ta lui. Dạ. Hòa thượng tôi đứng lại. Chú Bá Thông, lão có sao không? Không được, không được rồi, tới nữa rồi. Mau cứu mấy ông ra chết cho mình ta đi. Đủ rồi, dừng lại đi. Nếu mà còn chết nữa ta chết mất. Đừng có chết nữa. Đủ lắm rồi. Đau quá. Thật là khỏe quá. Tiểu Long Nữ à, mày ông của mày thật là thần kỳ. Khỏe lắm rồi. Lão thấy khỏe thì được rồi. Khỏe rồi. Phải rồi Tiểu Long Nữ à, giờ ta đã không sao rồi. Từ đây chúng ta thảnh thơi rồi đó. Hay là mi dạy cho ta cách khống chế bầy ông đi. Là muốn học cách khống chế bầy ông sao? Phải đó, dạy đi. Không phải là không được. Ừ. Nhưng mà riêng ta còn một tâm sự chưa giải quyết được. Tâm sự gì mà quan trọng dữ vậy? Không sao đâu, lúc nào mi cũng có tâm sự mà. Hiện giờ cần nhất là dạy cho ta cách khống chế bầy ông. Sau khi dạy cho ta rồi, tức là tâm sự của mi sẽ không còn nữa. Vậy không được đâu. Cách khống chế bầy ông không phải một sớm một chiều có thể học được. Hơn nữa, chuyện riêng của tôi cũng chưa giải quyết. Tôi đâu còn tâm trí gì dạy cho lão chứ. Trời ơi, đầu óc của Châu Bá Thông mày thông minh lắm. Học một buổi biết liền hả? Khi ta học được rồi, ta sẽ cùng mi giải quyết tâm sự hả? Về chuyện này, lão không giúp gì được cho tôi đâu. Nói tới nơi lùi ấy của mày là không muốn dạy cho ta thôi. Sao mày nhỏ mọn quá vậy? Ê, khoan đã. Mi đi đâu vợ? Tôi đã quyết định trở về cổ mộ ở Trung Nam Sơn. Về Trung Nam Sơn hả? Vậy thôi được, ta cũng về Trung Nam Sơn nè. Lão cũng muốn về Trung Nam Sơn? Thiệt mà, dĩ nhiên rồi. Ta lên trển tìm lỗ mũi Châu Triệu Chí Kính để thanh toán đó mà. Nếu mà ta là kẻ cùng đường, ta cùng đi nha. Nè, Tiểu Long Nữ à, ta nghĩ chắc là ta không trở về Trung Nam Sơn đâu. Tại sao vậy? Tại sao hả? Thình lình ta nghĩ còn một chuyện quan trọng ta cần phải làm. Ta không có rảnh. Mi trở về một mình đi, ta không về đâu. Mi không dạy cho ta, tự ta học lấy cũng được vậy.